Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Trước khi giới thiệu tiết mục tiếp theo thì Thành cũng xin được hỏi Nu như thế này. Bạn lúc nào cũng được mọi người mệnh danh là soái ca đúng không ạ? Là hoàng tử này nọ. Có nghĩa là một cái người mà đại diện cho nhan sắc. Thì bây giờ như thế này, đẹp trai như vậy có bao giờ bạn bị từ chối trong tình yêu chưa? Có chứ anh. Vậy có bao giờ bạn phải thao thức vì một người nào đó chưa? Dạ có chứ anh. Và cái người đó làm gì mà bạn phải thao thức đến mức độ như vậy? Không làm gì em mới thao thức chứ làm gì em làm sao thao thức được. Và thưa quý vị, ngay bây giờ cũng là một câu chuyện về một cô gái suốt đêm thao thức vì anh. Quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Thùy Trang. Bắt đầu thực hiện những dòng chạy đầu tiên với áo mưa đã khiến cho Trang rất là mệt và đuối. Đến phần nhảy dây thì Trang nghĩ đơn giản chỉ là nhảy dây, khi với cái áo mưa và với cái nóng đó nhảy hoài vẫn không được, cảm thấy mình hôm nay rất là tệ. Thì đến phần chạy nước rút, Trang cảm thấy rất là mệt, tự nhiên đầu óc xoay sẩm, chóng mặt và thấy là hết biết gì, làm một cái đục được mọi người xung quanh đem vô cấp cứu. Do là một diễn viên kịch cho nên là Trang làm việc ở trong sân khấu thì thời gian từ sáng cho đến chiều tối đều ở trong sân khấu, đều ở trong mát, cho nên là đối với Trang nắng sáng cũng là quá gay gắt. Và bác sĩ nói là do Trang tiếp xúc với lại ánh sáng mặt trời quá nhiều và hoạt động khá mạnh cho nên dẫn đến suy nhược cơ thể khiến cho Trang bị choáng. Sau thử thách vừa rồi, Trang đặt ra cho mình những mục tiêu mới để đốt cháy được nhiều calo hơn, sẽ chạy bộ nhiều hơn và tham gia những lớp nhảy với nhạc để đốt cháy được ít nhất là phải 2.000 và 2.500 calo một ngày. Anh ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm. Làm sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình. Tôi nói không biết là trong cuộc đời Nữ Phước Thịnh có ai mà coi như là tấn công mà hung kiểu này hay chưa thiệt á. Bất chấp bò qua nhà, đục tường, nắm đầu, nắm cổ, giật ngược, giật xuôi, rồi cuối cùng cũng đè để hung bằng được. Hôm nay anh thấy em rất là chịu khó. Nữ Phước Thịnh, bạn thấy bài này như thế nào? Anh Hương, anh ghi nhiều lắm, tâm đắc lắm nè, cho anh nói trước. Rồi, thế mời anh. Một tiết mục rất là dễ thương, vui nhộn, là gây cái thích thú và quan sát không rời mắt cho khán giả. Nhưng với anh, nó chỉ nằm ở cái mức độ là múa minh họa cho một bài hát, chứ cái yếu tố nhảy hoàn toàn là anh chưa thấy nhiều. Có những cái biểu hiện, những cách diễn của em á, nó lại áp đảo cái việc nhảy. Đây là do em là người diễn viên về kịch nên là cái điều nó không khó với em. Cái ánh mắt, cái thần thái, cái nụ cười, niềm vui hoặc là cái cách mà em diễn đạt cái sung sướng rồi em bưng bê, cái đó nó sẽ lấn lướt lại cái phần mà yếu tố mà anh đòi hỏi là nhảy nha. Cảm ơn em. Xin mời John. Thì anh Hưng nói thì rất là có lý. Nhưng mà đối với John thì cái tuần này là nhạc kịch, thì em thấy cái bài này nó rất là hay. Vì cái phần dựng bài, cái kiểu em phá khách trong cái bài này, nhưng mà nó cũng hợp lý. Mấy cái động tác nó vô cái lời, nó cũng rất là mượt. Nó kể nguyên cái câu chuyện trong cái bài nhạc này. Mình nhảy theo cái lời luôn và mình diễn theo cái lời luôn. Thì đối với anh thấy cái này rất là hay. Hồi xưa Hưng nhớ Hưng cũng có làm việc trong nhạc kịch.
Dạ, Hương làm khâu ủi đồ nên là không có understand nhiều và như là bạn không có hiểu. Yeah. Xong rồi cho nên là Hương có những cái nhận xét nó theo cái cảm nhận yeah. riêng của mình thôi đó. Nhưng mà nghe John nói như vậy để mình open cái mind mình hơn. Yeah. Nhưng mình mà anh nói đúng là tại nếu like theo cái khách mình biên có thể mình nhảy nhiều hơn nữa cho nó đã hơn. Tại vì nó sẽ có rất là nhiều yếu tố trong nhạc kịch. Dạ, dạ, dạ. Mà nó có nhiều màu khác nhau. Dạ, mình chỉ nghĩ là phải nhảy hoặc là làm cái gì đó cho nó. Nhưng mà bây giờ anh hiểu thêm nữa rồi. Cảm ơn John. Đó, cái này nè, anh nói là nó thay đổi được cái số điểm mà lúc đầu anh đang nghĩ là khác, bây giờ là khác rồi đó. Đó, thấy không? Nhờ một cái cuộc trao đổi riêng thôi mà em đã có được một tí thiện cảm hơn nữa rồi. Nhờ John Huy. Đấy. Nhờ John Huy. Thế còn Đỗ Phước Thịnh em nghĩ như thế nào? Về kỹ thuật thì anh John Huy đã nói về cái tổng quan khi bạn biểu diễn những cái khuyết điểm của bạn. Anh Hưng cũng đã có nói sơ qua. Thì với Nu á, Nu khả quan hơn. Đó là với cái cân nặng của bạn, ha, Nu so với cái việc đó. Và những cái cử chỉ, những cái hành động của bạn thì Nu cảm thấy nó vẫn chưa được linh hoạt lắm. Mình vẫn chưa có những cái sự dứt khoát, mình vẫn chưa có cái sự chủ động. Và Nu cảm giác được bạn đang hơi lúng túng, bạn đang chờ. Bạn đang chờ cái bạn diễn của bạn để bạn tương tác. Thì như vậy nó sẽ lại là một cái điểm hơi nhỏ thôi trong cái bài biểu diễn của mình. Thì dĩ nhiên một diễn viên kịch để biểu diễn, để mà truyền đạt tới những cái ngôn ngữ hình thể cho khán giả thì điều đó rất là dễ dàng. Nhưng mà vì đây là bước nhảy ngàn cân thì đòi hỏi bạn có phải có những cái bước nhảy rõ ràng, nó phải nghiêng về bước nhảy hơn. Vì vậy cho nên rằng là bạn cần phải có tập luyện nhiều hơn nữa về cả thể lực mà về cả cái việc mà bạn phải linh hoạt trong những cái động tác nhảy của mình nữa. Có càng nhiều động tác nhảy thì điểm cộng của bạn nó sẽ càng lúc càng cao hơn. Em với anh đều có một cái suy nghĩ giống nhau hết, mà đòi hỏi và nhạc kịch là phải có nhảy. Nhưng mà lúc nãy John Huy đã làm cho mình sáng hơn một chút xíu là trong cái thể loại nhạc kịch đó, diễn và nhảy đúng không? Diễn và nhảy. Làm sao cho nó ra được cái vở kịch trong cái nền nhạc đó. Và John Huy đã giải thích được cho mình rõ là với như thế cũng được xem như là khá ổn. Yeah. Là nếu mà xếp một cái bài như vậy trong một cái tuần như hip hop hay freestyle hay gì đó thì đúng cái bài này mình sẽ có thể nói nó hơi fail vì nó không có đủ động tác, nhưng mà cái phần nhạc và kịch thì anh thấy nó ok, nó đúng. Tôi nghĩ là luôn luôn tranh luận sẽ tạo ra những cái điều bất ngờ, và hãy xem những điều bất ngờ đến từ giám khảo. Trước tiên là quý vị khán giả đoán là họ có được giám khảo bình chọn hay không. Thì quý vị hãy bình chọn là BN khoảng cách 06 để gửi về 8369. Mỗi tin nhắn là 3.000 đồng để bình chọn cho Thùy Trang. Và bây giờ sẽ là những điều bất ngờ đến từ điểm số của ba vị giám khảo. Trước tiên là John. 9 điểm. Và anh Đà Vĩnh Hưng. 9 điểm. Nu thì có thay đổi ý kiến hay không? 8 điểm. Và điểm trung bình đến từ giám khảo của các bạn là 8,7. Mời các bạn về bàn cân. Cân nặng cũ là 85,5kg. Và cân nặng mới của Thùy Trang là 82,7kg. Bạn xuống được 2,8kg, tương đương với 3.3%. Tổng điểm của bạn là 12 điểm. Xin chúc mừng bạn. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.